Đây cũng ăn nhiều mệt nữa. Kết thúc công việc là rồi hồi nãy là bỏ cái gì đó đúng không? Bỏ cái gì đổi đổi con ra cái mỏ con ha. Cũng như đã có ăn gì không ta? Cái gì khó nuốt không ăn cái gì thích thì ăn không thích thì thôi. Còn những gì tương hay nước mắt gì đó, giờ thịt vịt chấm với lại nước mắm gừng. Rồi xong thì nói bỏ vô miệng nữa. Rồi cho đủ bài bản luôn. Cái này cũng vừa ăn à. Vừa ăn mà. Tép mỡ. Để thử nước tỏi này như sao? Cũng bình thường. Thấy ngon mà. Nó cũng chua chua. Chứ ghé đâu chơi rồi chứ gì? Thì chơi luôn. Thái ăn gì thì
Mình để cái thịt, mình để thứ hai mình chiên cho nó ăn. Thường cũng chiên. Ngày thứ bảy cái rước dù phải sớm nên phải nấu cơm sớm cho nó ăn. Ngày sáng người ta ở đây chờ trưa rồi rước luôn. Về quải mặt trong quanh cửa dương. Đâu sẽ về đi thế. Ở đường. Bình thường ok ăn tiếng giờ ăn quay ăn tiếng một bye bye.